Cô Nương, hôm qua cô giáo gọi điện đến cho mẹ nói là hỏi là thế con đã bao lâu rồi chưa đo chiều cao á, mà mẹ cũng không biết là con bao lâu rồi chưa đo nữa. Con lại con đo luôn để cho cô xem gì ha. Ồ, 60. Nó quay lại à? Quay lại vẫn 60. Chá cao hơn thế nào? Con quay lại quay 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 lại vào nữa mẹ xem. Quay đằng trước đây, coi chưa? Họ sẽ cao được hơn một tí rồi. Ê, giỏi quá, đợt này cao hơn một tí rồi. Lại ngồi. Lâu rồi mẹ ông chưa kiểm tra con. Bây giờ mẹ kiểm tra con thế nào nhỉ? Phải quậy. Rồi, trái quậy. Yeah. Giỏi quá. Sau quậy. Ê, đúng rồi, giỏi quá. Con gái con mẹ nghe cái gì cũng hiểu cả, đúng rồi. Ấy, ôi, ngồi kiểu đáng yêu quá. Ý, ôi, vui nhảy kìa, ôi,